Thử gói hàng cho khách và cái kết. Bỏ nhà đi bộ và cái kết. Mọi người thấy tôi vậy mọi người có nghĩ tôi hiền không? Chứ ngày xưa là tôi quậy lắm nha. Mẹ mình phải đập cho mình lên bờ xuống ruộng thì mình mới có được như ngày hôm nay. Mình nhớ ông nhầm á thì hồi nhỏ mình rất là ghiền chơi máy tính. Gần nhà mình thì bác mình có mở một cái tiệm điện tử. Cái thời điểm đó là 3.000 một giờ. Thì mỗi ngày là mình sẽ được chơi tối đa tầm 1 đến 2 tiếng. Nhưng mà có nhiều hôm ghiền quá mọi người, 1 đến 2 tiếng chơi bơm online đâu có đủ, phải chạy về nhà xin thêm. Mà ngày xưa mẹ mình dạy mình rất là nghiêm khắc, 1 tiếng là 1 tiếng, 2 tiếng là 2 tiếng, không có vụ xin thêm. Mình bắt đầu khóc và la làng lên, mà người ta hay kêu là ăn vạ. Ăn vạ không được mình chuyển sang lối cái kệ dép đổ hết ra luôn. Lúc này thì mẹ mình bắt đầu lấy cái cây thiết bản ra, vừa đập vừa đuổi mình ra khỏi nhà. Ok, mẹ đuổi thì con đi thôi chứ có gì đâu. Lúc đi hơi vội quên mang dép, đi cái đường đất đỏ đạp toàn đá không quá là đau chân luôn. Nhưng mà thôi kệ, mình đi được nửa đường rồi, mang tiếng là bỏ nhà ra đi. Quay đầu lại thì cũng hơi kỳ. Đi phượt một mình đã tới công viên. Công viên thì cách nhà mình tầm 1 cây. Nói chứ hồi đó mình mới có học cấp 1 à, nên đi ra tới công viên thì cũng gọi là xa đi. Sau khi mà đi ra tới công viên thì bắt đầu dạo một vòng công viên, leo lên cái hành hồ, nhìn ngắm mây trời. Nhìn bên ngoài mình khá là bình yên nhưng mà trong lòng đầy giông bão. Mà ngay cái ngày hôm đó là cái ngày trung thu và có mối rồng nhang rất là lớn, nên là mình quyết định đi một mình về nhà để lấy dép và đi coi rồng nhang luôn. Đi bộ về tới nhà thì mình thấy là bà của mình đang ẵm em mình. Mình bảo bà là trả dép cho mình, tại lúc đó là bà đang mang dép của mình. Rồi lúc đó là mình bỏ mình đi. Sau đó là bà mình có hỏi mình là đi đâu vậy. Mình mới nói là con đi coi rồng nhang một mình. Kiểu bà mình quản luôn á mọi người. Bà mình nói là đợi bà mình xíu, bà mình đi chung. Lúc đó thì hai bà cháu dẫn nó đi vô trong chùa. Quay trở về nhà thì bà mình mới bảo là mình xin lỗi mẹ mình đi. Lúc đó thì mình có nhận lỗi và xin lỗi mẹ mình. Một cái ôm xóa bỏ tất cả. Giờ mình nghĩ lại mình cũng ạ mình luôn. À quên nhắc với mọi người một chuyện. Nay mình bắt đầu xả lịch đó mọi người. Nên là đơn trên 100.000 mình sẽ tặng một cuốn lịch. Chúc mọi người xem clip vui vẻ. Nếu thấy clip của mình hay đừng quên nhấn thả tim và cho mình một follow. Đón chờ mình những video sau và chào tạm biệt mọi người nè.